Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn mọi người là Clam, cái con NFT đến từ cái nền tảng là Project Galaxy. Thì Project Galaxy thì trước đây mình cũng đã có nói đến về việc Clam con token gas rồi cho các bạn rồi. Thì hiện tại nó đang có chương trình, đó là con NFT này là con NFT OAT đến từ cái nền tảng này luôn nha các bạn. Thì khi mà các bạn claim và hold con token này ở trên ví của các bạn ấy, thì sau này các bạn sẽ nhận những cái retroactive là cho sẽ các bạn claim con token gas, hoặc là nó sẽ cho random nếu mà các bạn hold cái con NFT này nhá. Thì thời gian để claim con này thì đến ngày 12 tháng 5 thôi nhá. Đến ngày 12 tháng 5 nó sẽ kết thúc claim, cho nên bạn nào mà muốn claim thì bây giờ có thể là vào connect ví rồi làm theo những cái nhiệm vụ của họ, xác minh ID của các bạn trên nền tảng Galaxy này rồi các bạn claim thôi nhé. Ok, thì con gas này thì hiện tại cũng đang lao chờ bot ở trên sàn Binance. Trước đó thì video trước mình cũng đã nói rồi. Ok, thì để tham gia để claim được con NFT này thì các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn connect vào lại cái ví của các bạn. Thì trên ví của các bạn nhớ các bạn chuyển sang mạng lưới Matic giúp mình nhé, mạng lưới Polygon Matic nhé, mạng lưới Polygon Matic, sau đó các bạn connect ví thôi. Ok, sau khi connect xong thì chúng ta chưa đủ điều kiện đâu. Thì điều kiện của chúng ta cần là phải làm 3 nhiệm vụ. Đó là chúng ta cần phải là query tài khoản Twitter này, với lại là query tài khoản Discord này. Sau đó là chúng ta follow với lại là chia sẻ bài viết trên Twitter của họ là xong thôi nha. Ok, thì cái nhiệm vụ đầu tiên của các bạn cần làm đó là các bạn nhấn vào cái dòng chữ verification này nha. Các bạn nhấn vào chữ verification giúp mình, chữ verify này. Sau đó thì cái ví MetaMask của các bạn sẽ tự động mở ra, thì các bạn ấn nút ký thôi. Ok, sau khi ký xong thì ở phần này, ở trên này nó sẽ yêu cầu các bạn là cập nhật cái ID profile ở trên nền tảng Project Galaxy kèm với là những query Discord này, với lại là query Twitter nhé, là chúng ta được claim thôi. Ok, thì username thì các bạn tạo cho mình một cái username thôi nhé. Ok, sau đó thì các bạn điền lại email của các bạn này. Sau đó thì các bạn nhấn vào nút send code. Thì sau khi các bạn nhấn vào nút send code xong thì sẽ có một cái code nó gửi về Gmail cho các bạn. Các bạn vào bên trong Gmail các bạn lấy cái đoạn code đó nhé. Thì bên trong Gmail nó sẽ có một cái dãy số, có 6 số code nhé. 084520. Các bạn bắt. Các bạn quay trở lại, các bạn dán cái đoạn code đó vào đây rồi các bạn nhấn vào nút query. Thì sau khi các bạn nhấn vào nút query thì ví MetaMask của bạn thì nó sẽ mở ra, thì các bạn nút vào nút ký thôi. Ok, thì sau khi các bạn ký xong thì cái email của các bạn đã confirm là nó hiện như thế này. Tiếp theo đó thì chúng ta cần phải là query Twitter. Thì các bạn để query Twitter thì các bạn nhấn vào cái dòng đó là query Twitter account, các bạn nhấn vào. Sau đó thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này. Thì để query thì các bạn chúng ta cần phải đăng một cái bài viết trên Twitter, rồi chúng ta copy lại cái link bài viết đó, chúng ta dán vào đây rồi chúng ta query thôi. Ok, thì để đăng bài viết thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút tweet này, các bạn nhấn vào chữ tweet. Sau đó nó sẽ cho chúng ta một cái bài viết để chúng ta đăng kèm với cái code của chúng ta nha. Ok, thì nó sẽ hiện ra cái bài viết như thế này. Sau đó các bạn nhấn vào chữ tweet thôi. Ok, sau khi các bạn tweet xong thì các bạn vào phần profile. Thì các bạn copy lại cái link bài viết mà các bạn vừa đăng nhé. Các bạn copy lại cái link bài viết mà các bạn vừa đăng. Thì để copy thì các bạn chỉ cần nhấn vào dấu mũi tên ở dưới bài viết này. Sau đó các bạn chọn phần copy link to tweet. Đấy, sau đó các bạn quay trở lại với cái nền tảng, các bạn dán cái link bài viết đó vào đây. Rồi các bạn nhấn nút query. Sau đó cái ví MetaMask nó sẽ mở ra. Rồi các bạn ấn vào nút ký, nút xin thôi. Ok, như vậy là Twitter account của mình đã query thành công. Tiếp theo đó là query Discord. Thì để query Discord thì các bạn nhấn vào nút là query Discord account nhá. Các bạn nhấn vào nút query Discord account. Sau đó tiếp tục nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Thì cái đầu tiên của chúng ta cần làm đó là join vào kênh Discord của cái nền tảng là Project Galaxy này. Các bạn nhấn vào join our Discord. Ok, chúng ta join này. Sau
khi các bạn join xong thì các bạn nhớ xác minh nha, query nhé, thì nó mới mở ra những cái mục cho chúng ta là xác minh cái Discord của chúng ta. Thì sau khi các bạn join vào thì các bạn nhấn vào cái mục là query file này. Thì trong mục query file này nó sẽ có cái dòng đó là các bạn nhớ tích vào cái omimi này giúp mình, cái omimi đầu tiên này. Hai cái bài viết này các bạn tích vào hai cái omimi đầu tiên giúp mình. Tiếp theo đó thì các bạn nhấn vào nút query màu xanh lá cây này nhé, trên con bot width này nè, nó sẽ có chữ nút query, các bạn nhấn vào. Đấy. Thì sau khi các bạn nhấn vào nút query xong thì những cái mục khác nó sẽ tự động mở ra cho các bạn thôi. Và tiếp theo đó những cái mục này, tiếp theo đó thì các bạn là sau khi nó mở ra những cái mục khác ấy, thì các bạn tìm và chọn cho mình cái mục là Discord Verification nhé. Các bạn chọn cho mình, các bạn nhấn vào cái mục đó là Discord Verification, cái mục này. Thì ở trong mục này các bạn tiếp tục là tích vào hai cái meme giống tích màu quê này giúp mình, hai cái bài viết này nè, các bạn tích vào hai cái meme này. Sau đó thì các bạn nhấn vào nút là Start Verification ở trên con bot đó là Galaxy Verify này nè, các bạn nhấn vào cái dòng chữ đó là Start Verification, các bạn nhấn vào. Sau khi các bạn nhấn vào xong thì con bot này nó sẽ phản hồi cho các bạn một cái đường link để chúng ta query. Thì cái đường link đó thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái đường link đó là Galaxy Verification URL, các bạn nhấn vào cái đường link đó giúp mình. Ok, sau đó thì các bạn chọn Yes hoặc là One ấy nha, chọn Yes, One. Sau đó nó sẽ tự động dẫn chúng ta đến cái trang cái để query Discord, cái trang mà chúng ta vừa connect ấy, cái trang mà chúng ta vừa connect, và nó sẽ tự động điền cái code cho chúng ta luôn nha. Nó sẽ tự động dẫn đến cái code, nó dẫn đến cái đường link là verification Discord account, và nó sẽ tự động điền cái code coi gì ở trên Discord cho chúng ta luôn. Sau khi tiếp theo đó thì các bạn nhấn vào nút query giúp mình, thì quý MetaMask nó sẽ mở ra, thì các bạn chọn ký và xin thôi là xong. Ok, tiếp theo đó nếu mà nó mở ra tiếp tục thì các bạn nhấn vào nút ký giúp mình nhé, các bạn nhấn ký xin. Ok, như vậy là mình đã về phần liên kết là verify ghi thớt account. Cái này các bạn không cần liên kết nhé, chúng ta chỉ các bạn chỉ cần là connect ra, là các bạn connect email này, xác minh email này với lại là Discord này với lại là Twitter là xong thôi nhé. Ok, thì để tạo username thì các bạn tạo cái username lên đây này. Sau đó các bạn kéo xuống bên dưới, các bạn nhấn vào nút sell thôi. Trên ví MetaMask thì nó mở ra, thì các bạn nhấn vào nút ký. Ok. Ok, sau khi các bạn ký xong thì các bạn quay trở lại với cái đường link lúc trước nhé. Cái đường link mà hồi nãy các bạn làm ấy, cái đường link để claim ấy. Thì cái link đó thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái link đó rồi các bạn connect vào lại cái ví của các bạn nữa thôi là xong thôi nhé. Ok, thì các bạn quay lại. Ok, sau khi các bạn quay lại với cái nền tảng này xong thì nếu mà nó chưa hiện ấy, nếu mà nó chưa hiện như thế này nè, thì các bạn nhấn vào cái dòng là query này nhé, các bạn nhấn vào chữ query lại, query file giúp mình, các bạn nhấn vào lại, rồi các bạn ấn vào nút ký một lần nữa, nút ký này. Đấy, sau đó nó sẽ tự động dẫn tới profile của chúng ta. Thì sau khi nó dẫn tới profile của chúng ta xong thì các bạn chỉ cần nhấn quay trở lại một cái thôi nhé, các bạn nhấn vào quay trở lại. Các bạn nhấn vào quay trở lại thì chúng ta cần phải là ok, chúng ta cần phải làm thêm một cái nhiệm vụ nữa, đó là retweet, có nghĩa là chia sẻ các bạn, chia sẻ bài viết với lại là like. Ok, thì ở phần này thì các bạn ở cái ba cái nhiệm vụ này, nhiệm vụ Discord là mình là chúng ta vừa làm rồi này, nhiệm vụ thứ còn chúng ta là chỉ còn hai cái nhiệm vụ nữa là đó là retweet lại bài viết nhé. Ok, thì các bạn nhấn vào cái đường link này, gas Binance listing liker này, các bạn nhấn vào, nó sẽ tự động dẫn chúng ta đến cái bài viết trên Twitter thôi. Đây này, nó sẽ hiện ra giao diện như thế này, hoặc là ở trên này này các bạn, hoặc là ở phần này này các bạn nhấn vào chữ là in moment này này, ở trên chữ tab này sẽ có chữ in moment này này. Đấy, các bạn nhấn vào thì nó sẽ dẫn tự động dẫn các bạn đến cái bài viết trên Twitter luôn. Còn ở trên này thì nó sẽ hiện ra, thì các bạn cần phải nhấn thêm một lần nữa là nhấn vào chữ tweet thì nó sẽ tự động dẫn chúng ta đến cái bài viết mà chúng ta cần chia sẻ thôi. Ok, thì sau khi nó dẫn các bạn đến cái bài viết trên Twitter xong thì ở cái bài viết này các bạn tiến hành like này. Sau đó các bạn nhấn vào nút chia sẻ, các bạn chọn phần vote tweet, tweet lên bằng bình luận các bạn. Sau đó các bạn tag thêm 3 người bạn vào đây giúp mình. Một này.
nào. Ok, sau khi bạn tách ba người bạn xong thì bạn phần tự quyết này, chúng ta đang là bài quyết này. Và tiếp theo đó, ở cái bài quyết này các bạn nhấn vào chữ chia sẻ lại nhé, các bạn nhấn vào cái dòng chia sẻ lại, các bạn retweet, chúng ta retweet lại một cách trực tiếp một lần nữa nhé. Ok ok sau đó thì các bạn quay trở lại với cái phần đây này, cái chỗ Clam NFT ấy. Thì các bạn nhấn vào chữ query giúp mình, cái chữ query này thì các bạn log lại nhé. Nếu mà không hiện thì các bạn chỉ cần log lại thôi, các bạn tải lại một lần thôi, các bạn tải lại. Ôi, tại sao lại không được ta? Đợi mình tí nhé. Hình như mình chưa follow. Bạn nào chưa follow trang Project Galaxy thì các bạn follow giúp mình luôn nhé. Đấy, các bạn follow luôn. Đợi mình lót lại một lần nữa này. Đợi mình tí nhé. Rất tiếp này. Ok, mình đã rất tiếp rồi này. Ok, mình đã làm hết rồi. Đợi mình lót lại một lần nữa nha các bạn. Ok, như vậy là mình đã xong. Các bạn nhớ follow nhé. Các bạn nhớ chia sẻ xong thì follow. Thì sau khi các bạn lót lại xong thì nó ba cái dòng này nó sẽ hiện ra tích màu V và nó sẽ hiện nút claim cho chúng ta, để chúng ta claim thôi nhé. Ok, các bạn nhớ nhé. Các bạn hiện tại thì sau khi các bạn query xong thì ở phần này nó sẽ mất cái chữ query đi nhé. Nếu mà các bạn nào mà làm xong, các bạn nhớ là chia sẻ trước này, chia sẻ một cách trực tiếp này, với lại là vote the week và tag ba người bạn nhé, là xong thôi. Cộng với follow cái nền tảng là Project Galaxy này, các bạn chỉ cần follow và chia sẻ lại cái bài viết đó thôi là xong nhé. Còn nếu mà nó không hiện như mình á, thì các bạn nhấn vào hai cái nhiệm vụ này này, nó sẽ hiện ra đấy. Rồi các bạn chỉ cần nhấn vào cái đường link của họ thôi, nhấn vào đường link Twitter này hoặc là nhấn vào cái đường link của họ này, nó sẽ dẫn đến. Rồi các bạn quay trở lại, các bạn tiếp tục nhấn vào đây, rồi các bạn lót lại trang là xong thôi. Các bạn lót lại trang thì nó sẽ hiện lên nút claim. Ok, sau khi nó hiện nút claim thì các bạn claim thôi. Các bạn ấn vào nút claim này. Chúng ta cần trả phí một lượng phí nhỏ mạng lưới Matic nhé. Thì trong cái MetaMask nó sẽ mở ra, thì nó yêu cầu chúng ta là cần claim thì trả phí là khoảng là 0,01 Matic thôi, rất là rẻ thôi các bạn. Ok, các bạn ấn vào nút xác nhận trả phí để chúng ta claim. Ok, sau khi các bạn trả phí xong thì các bạn đợi một tí. Thì trên khi mà trên mạng lưới nó xác nhận xong, đây nè, mình vừa claim xong rồi nè, claim một này. Thì sau khi trên mạng lưới nó xác nhận xong thì nó sẽ trả về MyNFT này cho các bạn nhé. Trong phần MyNFT nó sẽ trả về đây cho các bạn nhé. Đơn giản thôi. Ok, thì các bạn cứ hold đây nhé. Các bạn cứ hold con NFT này. Thì con NFT sau khi các bạn hold ấy thì nó sẽ ra giùm này, nó sẽ ra giùm 20 người. Nó sẽ ra giùm 20 người để ăn chia là 1000 token gas, và con NFT này nó sẽ có giá trị về sau nha các bạn. Có nghĩa là các bạn hold NFT này ấy, sau này nó sẽ có những cái airdrop, đó là nó sẽ ra giùm hoặc là cho những người mà hold những cái NFT của cái nền tảng Project Galaxy này. Thì đây là NFT của nền tảng luôn nha các bạn. Đây này, thì lúc trước cũng có cái airdrop mà không ai trúng hết. Lúc trước nó có airdrop cho ai những hold cái NFT của nền tảng của họ ấy, nhưng mà không ai trúng cái này hết. Ok, thì các bạn cứ claim rồi các bạn hold thôi. Ok, claim xong thì nó trả về đây cho các bạn này. Các bạn đợi tí nó hiện thôi các bạn. Nó sẽ trả về phần một mai NFT cho các bạn. Các bạn khoảng là 1-2 phút rồi đấy. Các bạn qua đây các bạn kiểm tra là có thôi. Hoặc là các bạn có thể là kiểm tra trên mạng lưới. Trên mạng lưới Matic đấy. Trên mạng lưới Matic nó sẽ hiện trên mạng lưới Matic nhé. Ở bên phần là ERC721 này, nó sẽ hiện đây này. Mình vừa claim này, nó sẽ hiện về đây. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn là claim con NFT gas
đến từ cái nền tảng là Project Galaxy. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.